Xin chào các quý phụ huynh và chào tất cả các con. Thật là vui khi chúng ta lại được gặp nhau. Như quý phụ huynh cũng đã biết, tháng 9 hàng năm là tháng an toàn giao thông. Và để hưởng ứng tháng an toàn giao thông, đồng thời giúp cho các con có những kỹ năng về an toàn giao thông, thì ngày hôm nay, ở video này, cô Hậu sẽ hướng dẫn quý phụ huynh dạy các con một số kỹ năng về an toàn giao thông. Và đầu tiên, xin mời quý phụ huynh và các con hãy cùng cô Hậu xem một đoạn video ngắn. Làm sao để phòng tránh tai nạn giao thông cho trẻ? Hướng dẫn cho trẻ đi đúng phần đường. Không đi bộ dưới lòng đường. Phải đi bộ trên vỉa hè. Không vượt dễ phân cách. Không sang đường khi đèn tín hiệu chưa chuyển sang màu xanh. Đội mũ bảo hiểm cho trẻ ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện khi tham gia giao thông. Không phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách khi tham gia giao thông. Toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người, mọi nhà. Phụ huynh có thể cho các con xem lại video 2 đến 3 lần để cho các con nhớ hơn. Sau khi các con xem xong, phụ huynh hãy cùng đàm thoại đặt một số câu hỏi cho các con. Như là, ở trong video có một bạn nhỏ đã đi bộ ở dưới lòng đường. Như vậy là đúng hay sai này con? Vậy bạn phải đi bộ ở đâu nè? À đúng rồi, bạn phải đi bộ ở trên vỉa hè. Và trong video còn có một bạn nam, khi đi sang đường thì bạn đã vượt qua dải phân cách. Thế con thấy bạn đi như vậy là có nên hay không nè? À vậy thì khi muốn sang đường bạn phải đi như thế nào? À đúng rồi, khi muốn sang đường thì bạn phải đi ở trên vạch kẻ ngang dành riêng cho người đi bộ. Nhưng mà khi muốn đi trên vạch kẻ ngang dành cho người đi bộ để sang đường thì phải đi vào lúc nào này con? À đúng rồi, chỉ đi khi mà đèn tín hiệu dành riêng cho người đi bộ chuyển sang màu xanh thì mới được đi sang đường. Vậy khi chúng mình ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện thì chúng mình phải đội gì ở trên đầu nè? À đúng rồi, chúng mình nhớ phải đội nón bảo hiểm. Và nón đó phải đảm bảo chất lượng. Và sau khi đội thì nhớ phải cài quai đúng theo quy định. Và ở trong video, bạn Nam có lúc còn đi xe phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách nữa nè. Thì theo các con, bạn Nam đi như vậy là có nên hay không? À là không nên. Vậy theo các con phải đi như thế nào? À đúng rồi đấy, phải đi từ từ, cẩn thận, chú ý quan sát đường. Thưa quý phụ huynh, và sau khi đã đàm thoại với các con xong thì quý phụ huynh hãy giáo dục các con là khi tham gia giao thông còn nhớ phải tuân thủ luật giao thông để đảm bảo an toàn cho chính mình và mọi người xung quanh. Và do tuổi các con còn nhỏ nên khi muốn đi ra ngoài đường thì các con không được đi một mình mà phải có người lớn đi cùng. Như vậy là video hướng dẫn phụ huynh dạy các con một số kỹ năng về an toàn giao thông của cô Hậu đến đây là hết. Xin chào tạm biệt tất cả các quý phụ huynh và chào tạm biệt tất cả các con.